Kênh Tuấn Nam Tô Bắc xin chào các bạn. Đừng tiếc like, share khi xem video. Khoa học chứng minh ăn một củ đậu sẽ sống lâu trăm tuổi và còn chữa được 4 bệnh sau. Nghe tới củ đậu, củ sắn là chị em mình nghĩ ngay tới món ngon của các thời mấy mười mấy năm trước hay ngồi nhòm nhèm vào buổi trưa rồi phải không? Bây giờ củ này cũng được mấy em nhỏ nối ngôi mê tít, đặc biệt là mấy cô nàng điệu đà nghe. Vậy mà nào ngờ bây giờ loại củ đậu này đang được y học khuyên các chị em mình nên dùng thường xuyên, có thể nên dùng hàng ngày càng tốt. Các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết trong củ đậu chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và muối khoáng khác như sắt, canxi, phốt pho, vitamin C cần thiết, mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ngoài ra củ đậu còn có tác dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt. Cây củ đậu hay còn gọi là củ sắn, tên khoa học là Pyrhizum aerosus, họ cánh bướm Fabaceae, cây được trồng khắp mọi nơi, mọi người thường lấy củ ăn sống khi còn xào nấu. Củ đậu mát vị ngọt, còn dùng để đắp mặt hay giã nhỏ, lấy nước bôi lên mặt dưỡng da và chữa chứng cá. Ngoài ra củ này còn có rất nhiều công dụng khác mà chị em không hề hay biết đấy nha. Thứ nhất, giảm nhiệt. Củ đậu có tác dụng giảm nhiệt, giải khát, vì trong thành phần củ đậu có 80-90% là nước, 4,51% là đường glucosa và 2,4% là tinh bột. Ngoài ra, củ đậu còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và muối khoáng khác như sắt, canxi, phốt pho, vitamin C cần thiết cho cơ thể. Thứ hai, tốt cho tim mạch. Củ đậu rất giàu chất xơ và vitamin C, giúp giảm cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, nồng độ natri thấp cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Với nguyên liệu này, các bác sĩ khuyên dùng nên bổ sung thêm món ăn được làm từ củ đậu cho những ai mắc bệnh tim mạch. Thứ ba, hỗ trợ hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch khỏe sẽ ngăn ngừa nhiều triệu chứng bệnh cho cơ thể. Củ đậu giàu vitamin C giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Thành phần chất chống oxy hóa và kháng viêm cao trong củ đậu cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn và khó thở. Mao mạch yếu sẽ gây chảy máu cam ở mũi. Vì vậy, củ đậu giàu vitamin C giúp tăng cường sức khỏe mao mạch và giảm tình trạng chảy máu cam hay chảy máu các chân răng. Tốt cho tiêu hóa, củ đậu có vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, sinh tân, chỉ khái, giải độc, nhất là giải độc rượu, trị chứng trường phong hạ huyết, tác dụng nhuận tràng do nhiều chất xơ nên tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cho dạ dày co bắp tốt hơn, có lợi cho đại tiện, ngăn ngừa táo bón cho bà bầu. Đâu cần phải tốn quá nhiều tiền để có những món ăn bổ dưỡng, đúng không các chị? Chỉ hơn 10k đã có được vài củ đậu trong nhà rồi, vừa làm món tráng miệng lại có thể dùng làm nguyên liệu cho rất nhiều món ăn khác. Từ kho xào hầm đều có tác dụng nha. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè, đó xin chân thành cảm ơn. Chỉ khái giải độc, nhất là giải độc rượu, trị chứng trường phong hạ huyết, tác dụng nhuận tràng do nhiều chất xơ nên tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cho dạ dày co bắp tốt hơn, có lợi cho đại tiện, ngăn ngừa táo bón cho bà bầu. Đâu cần phải tốn quá nhiều tiền để có những món ăn bổ dưỡng, đúng không các chị? Chỉ hơn 10k đã có được vài củ đậu trong nhà rồi, vừa làm món tráng miệng lại có thể dùng làm nguyên liệu cho rất nhiều món ăn khác. Từ kho xào hầm đều có tác dụng nha. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè, đó xin chân thành cảm ơn. Xào hầm đều có tác dụng nha. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè, đó xin chân thành cảm ơn.